Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 7 sau khoa vật lý lớp 12 trang 55 để bài hỏi như sau. Chọn câu đúng. Cường độ âm được đo bằng A watt trên mét vuông, B watt, C newton trên mét vuông, D newton trên mét. Để có thể trả lời câu hỏi này, cô cùng các bạn xem lại lý thuyết về cường độ âm mà chúng ta đã học. Cường độ âm được định nghĩa như sau. Cường độ âm Y tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. Đơn vị của cường độ âm là watt trên mét vuông, ký hiệu là watt trên mét vuông. Bởi vì các em thấy là lượng năng lượng ở đây thì chính là công suất âm, đơn vị nó là watt, còn diện tích thì đơn vị chắc chắn là mét vuông. Như vậy lấy thứ nguyên thì chúng ta có đơn vị của cường độ âm là watt trên mét vuông. Cùng các bạn nhìn lại các đáp án. Như vậy chúng ta có đáp án đúng là đáp án A. Cô và các bạn có thể trả lời như sau. Chúng ta có cường độ âm Y bằng lượng năng lượng trên đơn vị diện tích, và có đơn vị là watt trên mét vuông. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng cuối cùng là chọn đáp án A. Các bạn cùng cô nhìn lại đáp án. Chính xác, watt trên mét vuông. Như vậy, bài tập số 7 đến đây là kết thúc.